Mọi người có bao giờ bị thầy cô giáo yêu cầu về nhà viết từ mới mỗi từ 2 dòng không? Nếu có, các bạn đang may mắn rồi đấy. Đó cũng chính là một trong 4 cách học từ mới mà mình chuẩn bị chia sẻ cho các bạn ngay bây giờ. Nào cùng bắt đầu video này với mình luôn nhé. Bí kíp đầu tiên mà mình sẽ chia sẻ là hãy tự sắm cho mình một quyển sổ để ghi lại các từ mới bạn đã học. Từ hồi mình còn đi học ấy, thì mình đã tự tìm cho mình một quyển sổ rồi và mình ghi lại những từ mà mình học ở trên trường, trên lớp để mình có thể xem lại bất cứ lúc nào. Kiểu tính con gái mà rất thích cóp nhặt những cái thứ nhặt nhạnh như vậy ấy. Không biết là mấy ông con trai có như vậy không nữa. Nhưng cũng nhờ vào quyển sổ đấy mà mình không hay quên từ mới mấy đâu. Mình hay lưu từ mới vào những cái chủ đề riêng biệt, ví dụ như là chủ đề tình yêu này, chủ đề trường học, chủ đề nghiên cứu. Mỗi chủ đề mình dành ra ít nhất 2 trang để điền các từ vào. Đôi khi mình tự tổng hợp các từ trên mạng nữa để mình điền vào những cái trang mà mình tách ra đó. Và nếu mà lúc nào đi học mà có những từ phù hợp với chủ đề đấy thì mình lấy luôn quyển sổ đó ra trong cặp và viết vào luôn ngay lập tức, không là quên. Không phải là từ nào cũng viết được vào trong các chủ đề đâu nhá. Ví dụ như là từ virtual chẳng hạn. Theo từ điển Oxford thì từ virtual này có nghĩa là made to appear to exist by computer software, có nghĩa là làm cho nó có thật dựa trên máy vi tính. Còn Google Translate dịch là ảo. Thì cái từ ảo này biết cho vào chủ đề gì bây giờ? Nếu mà các bạn không biết từ này cho vào chủ đề gì thì lật ngược quyển sổ lại và viết vào cuối. Thế là xong. Nhân tiện, các bạn nhớ học từ bằng dịch nghĩa tiếng Anh trên các trang từ điển chính thống của nước ngoài như là Oxford hay là Longman, bởi vì hai từ điển này là hai từ điển được sử dụng nhiều nhất bởi người nước ngoài nếu muốn học tiếng Anh. Nếu chưa hiểu thì có thể tìm từ đấy dịch sang nghĩa tiếng Việt. Mà nếu các bạn làm như vậy thì đảm bảo hiểu được 100% nghĩa của từ mới đấy, cả tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đó bạn có thể nhớ lâu hơn. Bí kíp số 2 đó là học theo họ từ. Tiếng Anh có một kiểu thế này các bạn ạ, nó có họ từ. Ví dụ như là từ activity thì số nhiều là activities, là danh từ chỉ sự hoạt động. Nhưng trong cái họ từ này nó còn có một số những từ khác nữa là action. Từ action này xuất hiện trong action movies, có nghĩa là phim hành động. Và trong phim hành động thì sẽ có nữ diễn viên và nam diễn viên. Thì nữ diễn viên là actress, nam diễn viên là actor. Và còn một nghề nghiệp nữa cũng liên quan đến họ act, đó là activities, đó là người hoạt động. Kiểu như nhà hoạt động môi trường thì sẽ là environment activities. Còn động từ sẽ là động từ act, có nghĩa là diễn. Học một loạt từ theo họ từ như thế này cũng là một phương pháp rất hay để nhớ và cũng được nhiều người sử dụng. Ví dụ như là bạn nhớ một từ chẳng hạn thì bạn có thể nhớ được các từ còn lại thuộc theo cái họ đấy. Phương pháp thứ ba nghe nó hơi cũ rích một tí nhưng đó là ghi từ mới mỗi từ 2 dòng. Không biết là thầy cô các bạn dạy tiếng Anh ở trường có yêu cầu các bạn làm việc này không? Nếu có thì thầy cô các bạn đang chỉ bạn đi đúng đường rồi đấy. Có rất nhiều phương pháp học từ mới mà bây giờ người ta sử dụng, đó là học từ qua flashcard hoặc là học từ mới thông qua các ứng dụng ghi nhớ như là Memrise. Còn từ thời của mình thì thầy cô luôn bắt là phải về nhà viết ít nhất một từ 2 dòng để ghi nhớ. Và thực sự là bây giờ mình vẫn còn sử dụng phương pháp này. Mình vừa viết, vừa nhớ cách viết và vừa nhớ luôn cái nghĩa bằng cách cứ nhẩm lại từ, vừa nhẩm vừa viết. Và như thế là một công đôi ba việc đấy các bạn ạ, rất là hiệu quả. Đôi khi mình thấy các em học sinh bây giờ không còn sử dụng cái phương pháp đấy nữa. Mình cũng không hiểu là tại sao, nhưng mà có thể là giáo dục đổi mới, cải cách, biện pháp mới thay biện pháp cũ. Nhưng mà theo mình thì những cái gì tốt thì nên phải giữ lại. Bí kíp thứ tư cũng là bí kíp cuối cùng là hãy dán từ mới ở bất cứ đâu. Để làm gì? Để khi mà bạn gặp được cái từ đấy, bạn sẽ nghĩ là à, từ này mình học rồi. Mình thấy mọi người hay dán từ mới ở tủ lạnh. Kiểu mỗi khi mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn là lại thấy từ, lại nhớ ra ấy. Nhưng mà mình ở với mẹ nên là mẹ mình không có cho. Thế nên là mình lại dán cái từ ở trước bàn học của mình. Mọi người nhớ là viết lên giấy nhớ thì viết tiếng Anh thôi, đừng viết tiếng Việt. Nếu mà viết cả tiếng Anh cả tiếng Việt thì là hòa đúng không? Đọc tiếng Anh sao lại nghĩ tiếng Việt, nó lại quên luôn ý. Thì tốt nhất là hãy viết tiếng Anh thôi, xong rồi mình nhìn thấy từ tiếng Anh đấy và mình nảy ra cái từ tiếng Việt trong đầu. Như thế nó mới nhớ được. Các bạn đang sử dụng bí kíp nào trong 4 bí kíp này? Hay là có bí kíp khác hay hơn thì hãy comment ở phía dưới để mọi người cùng tham khảo nhé. Mình sẽ quay trở lại ở video sau. Xin chào!